Vì quá ngây thơ, MC Phương Thảo bị kẻ xấu hắt Facebook cá nhân ngay trên stream. Vừa mới đây, streamer mới nổi MC Phương Thảo đã có một cuộc hẹn hội ngộ cùng các bình luận viên liên quân Việt Nam trên stream. Buổi live stream này của Phương Thảo được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Ngoài sự đáng yêu xinh xắn của Phương Thảo, thì được chứng kiến MC của tự game LQM chơi game cũng là điều đáng để chờ đợi. Sự tương tác của khán giả đang rất tốt tưởng rằng buổi sơ chim này của mc phương thảo sẽ thành công nhưng không, tai nạn nghề nghiệp hy hữu đã xảy ra ngay trên sóng livestream. việc sơ chim game bằng điện thoại mà mất cảnh giác quên không tắt thông báo chính là lý do khiến mc phương thảo bị kẻ xấu lợi dụng để đánh cắp facebook cá nhân có tích xanh của mình. mc phương thảo mất cảnh giác với chiêu trò đánh cắp facebook ngay trên sóng sơ chim của mình. rơi vào tình huống chớ chơi này, mc phương thảo chỉ còn biết than, buồn và tự an ủi bản thân. Không được khóc, không được khóc. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Facebook tích xanh nên lấy lại cũng nhanh thôi. MC Phương Thảo chỉ còn biết cách tự an ủi bản thân vượt qua nỗi buồn này. Trong cái rủi vẫn còn cái may, Facebook cá nhân của MC Phương Thảo là tài khoản có tích xanh. Vì vậy, nó được bảo mật và đăng ký chính chủ nên có thể lấy lại được và chỉ còn chờ thời gian phản hồi từ mạng xã hội Facebook đồng hành cùng nỗi buồn, ngây thơ của MC Phương Thảo là sự động viên an ủi từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời động viên, người hâm mộ của cô nàng còn sẵn sàng đô na ủng hộ tinh thần cô bằng vật chất giúp cô nàng bớt buồn và thêm cảm hứng để tiếp tục livestream. MC Phương Thảo luôn đáng yêu trong mọi tình huống. Rất mong MC Phương Thảo có thể sớm lấy lại được Facebook cá nhân và sẽ lấy lại tinh thần vui vẻ để tiếp tục livestream cho khán giả của Liên Quân Mobile Việt Nam. Ảnh Internet